Mai đi bộ lên thôi. Lần đầu tiên gặp tình huống khó cô nhỉ. Chúng mày có là nông tâm mày làm cái gì đâu. Đừng nhớ đang có người kích ấy. Đang có ông Tiến ở trong đấy rồi. Ông Tiến đang vào kích ấy. Tiến đây này đang kích kích này. Ê, Tiến ơi. Lùi ra. Bỏ ngọc cái như kia kìa. Đây vào đấy, tí nó tuột phát đi. Ra ngồi này. Đó. Ơi, dạ, đúng rồi. Đó. Đâu, mày chơi vào đấy được. Đưa ơi, kí vào đấy được. Quay cái kia vào đây. Để vào bên trong kia nó mới dễ. Để mới làm à? Đây được. Được. Quay ra ngoài đi. Đừng có nghịch cái lên nó ơi. Quay về nhà nữa. Quay ra ngoài này đi thôi. Đây nhảy lên con trường. Quay ra đi. Cái đang vào đi luôn mà. Phát một lên rồi. Nhảy ra đi. Nhảy ra. Tôi không phải làm trưởng mẹ, tôi không phải làm cái gì đâu. Tôi chỉ ăn cố thôi. Tôi người ta mời cho bé. Cả ăn đây. Ăn đây này, bây giờ là bác mồm đây này. Tôi không muốn như vậy, tôi tội nghiệp chứ. Nếu đến giờ thì người ta phải về, tôi còn hỏi là mai thì gặp lại, nhưng mà là không có vé thì không gặp rồi. Có mấy chú đã say ở trên xe đấy. Đấy, tôi không biết đâu, cái đó nữa, từ hôm nay xe này, cái ta xe ở đâu? Không biết, gọi không được. Đấy. Tài xế đi đâu rồi, bây giờ lấy. Mai, cái đó là kẹp vào cái thắng này nhá, gấy cái thắng này tôi còn tiếp tôi nữa, tôi không biết đâu. Không có chìa cũng đẩy cũng đi luôn chứ. Nó trôi. Xe của ai dưới kia cháy hết đường rồi. Có nó máy có ổn định không chứ? Tiền rồi. Tài xế là ai có đúng là cũng biết là thả biết thế nào nhưng mà ai làm thì là ai tự chịu thôi chứ không biết đâu thôi. Tôi để cho mấy người tôi có tuổi rồi với An nè thì với là bác một mũi thì nó tội nghiệp chứ tôi chưa tôi ca dao rồi chứ tôi không có gì đâu thì cái gì tôi nên nó chiêu thôi chứ này mấy thanh niên thì bên này là bên không ra thì nữa tôi không biết đâu thế gia đình không không sao không về
phải uống say mới về chứ. Em có khẩu tiền này nó bây giờ mà con này như thế à? Nó thật chứ? Giờ tôi phải hết rồi, thương xong rồi. Mấy người cứ làm bảo là tôi nhầm lớn rồi. Tôi về là chăm cháu rồi, tôi về chăm cháu. Giờ tôi làm ông rồi. Rồi, thì cảm ơn nhá. Có gì là không có phải chia là... đâu. Có chia đâu mà đi. Nó xuống đây thôi. Không đi được đâu. Ta sẽ không ở đây. Không đi được đâu. Ta sẽ đâu rồi. Đó. Ôi. Đi chụp nào thì con đổ lỗi chú tứ nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú chủ. Nhưng mà bảo chú mượn cái xe máy về cho an toàn thì mai anh. Nhiều đồ là cho nó trên bộ mưa bộ lạt cái trái kém.